Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Úp dịch rồi ạ. Rồi bác tên gì? Tên là Lá. Tên là Lá. Vâng. Trước bác làm gì? Trước em làm thương nghiệp nhưng bây giờ về hưu lâu rồi ạ. Rồi bây giờ kể lại cái bệnh từ đầu. Em là thoát vị đĩa đệm với xuống cổ thì mổ rồi đây. Thế xong rồi bây giờ là đầu tiên là nó cứ đau đầu gối thế này, rồi là đi rút dịch, rồi vào bệnh viện đại học y, rồi vào bệnh viện Bạch Mai rồi cho toàn kháng sinh uống. Thế họ chụp rồi thì họ bảo là viêm ở cái chỗ này thầy ạ. Và bố là viêm cái xương trong này, thì họ tiêm ở đây, cả con tiêm ở đây mấy mũi nữa rồi. Bố là bây giờ không nên tiêm nữa vì là tiêm nhiều như vậy thì là bị loại toàn xương không được tiêm. Mới lại ở bên đây là cứ dặn là không được trường nóng. Thì bên Tây Y thì không biết thầy xem như thế nào xem. Đó, đó. Rồi, tiếp gì? Rồi thêm lần nữa. Rồi ngồi xuống lần nữa. À, có căn gì ngồi không được nè. À, rồi, bác đứng dậy đi. Đây, mọi người thấy là mình lấy cái đá lạnh á, là mình chồm đúng ngay cái điểm đau. Mình sẽ thấy nó bị đỏ hết. Tức là mặc dù nó lạnh nó làm co mạch nhưng nó vẫn làm cho cái dịch. Kéo hai cái đây. Kéo đâu? Kéo, kéo được nhiêu anh kéo nhiêu? Có kéo đó, kéo được bao nhiêu kéo nhá. Sau đó là mình sau khi đẩy hai lần rồi thì bây giờ mình lại chồm đúng ngay cái điểm mà nó đau nhất ha, là dùng cái đá lạnh để chồm cái chỗ đau nhất. Kéo lên đó, ôi trời ơi, xong rồi. Bà sửa ngừa, bà cứ ở ra để kéo cái đùi ra. Thấy chưa? Bây giờ hơn nãy rồi. Nãy là kêu hoài hoài. Đấy rồi. Cười cho thầy chụp ảnh. Đấy, cười cho thầy chụp ảnh nha. Đấy, hồi nãy mặt này méo góc. Nhưng cười không? Đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đừng có mí mồm thở ra. Rồi, xuống. Hít vào. Thở ra. 1, 2, kéo mặt kéo lắm. Nhưng mà không, bây giờ khác hơn lúc đầu chứ. Ừ. Ok. Rồi, chị cho biết cái cảm giác là lúc đầu chị ngồi xuống đứng dậy, bây giờ chị ngồi đứng dậy là sao? Đỡ hơn, lúc đầu ngồi xuống đứng dậy không thể ngồi được. Đúng không? Đấy. Ok. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206 0918
0983133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.